Hello, Hình bánh trà cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cái nhà ai không ra cũng lâu rồi, Hình không có ra clip được. Thì bữa nay đi ra đồng để mình làm cỏ sẵn quay lại cho cả nhà xem. Thì bữa nay Hình sẽ làm cỏ dòng theo mấy cái cây mít này của mình á, để cho nó phát với mình tứ phân cho nó, lại vì từ lúc trồng tới giờ mình chưa có tứ phân cho nó cả nhà. Giờ mời cô chú anh chị các bạn cùng đi làm cỏ với Thanh nha. Làm cỏ ở vòng vòng mấy cái mít này nè cả nhà. Cái mình cho nó phản phát á, nó chống chạy để cho nó tốt, nó phản phát rồi cái nó tốt cây mít của mình. Chứ mình tứ phân á nó không có ăn phân của mình nữa. Và cái cỏ này nó mau mọc ra, ẩm thành đốt hết trơn. Bữa nay nó lên tươi xanh. Rồi. Vậy đó cả nhà. Cái nữa mình tưới nước chứ tưới phân này kia nó tốt. Và bữa nay cái cây mít của mình nó phát nè cả nhà. Tứ nước dữ lắm, nhưng cái thời tiết này nè cả nhà, nắng nóng mình còn chịu không nổi nữa, nói chi cây cối. Bởi Thanh tứ nước thường xuyên luôn á, không tứ một ngày là nó nóng, nắng quá nó héo cả nhà. Cái cây này thì nó ít hình ít cỏ. Có cây này nó bị đẹp nè. Hai cây đó nó quá tốt, có cây này nó bị đẹp luôn. Mụn tơ nè, mụn tơ nó mọc nhất chân nè. Mụn tơ này mọc lên ủ nữa ha. Này mình để lại mình nấu canh ăn. Ừ, có con trùng. Mụn tơ bỏ hàng chế mấy cây khi mình nhỏ. Nhất luôn. Ừ, cái này quá trời. Cỏ nó mọc luôn. Cái này mà mình mà tứ phân vô cái nhà, cỏ nó mọc cỡ này nè. Mình không làm á, mình tứ phân vô á, nó cái phân cỏ nó hút hết trơn cái chất phân luôn, là mình cái mít của mình nó không có được tốt. Làm cỏ sạch sẽ cái bắt đầu mình tưới phân vô. Quá trời cái mấy cái bụi cỏ nó tốt rồi nè cả nhà ơi. Cây này là cái cây chét đó nha, mình sủi cỏ vậy nè, nó bén lắm luôn á, mình càng làm nó càng bén, mà mình bỏ thì nó lục cả nhà, nó ngộ vậy. Rồi vừa để bứt cái này rồi. Cái này chịu mình nóng nóng quá trời. Cái cây này trồng mít này mình phải chịu khó cả nhà ơi, làm cỏ làm bọng như lại chịu khó hàng tưới nước hàng ngày á,
Sáng có khi sáng mình tưới không kịp thì tới trưa, chắc trưa mình tưới, tới chiều mình tưới một cữ nữa. Đi lại đây cả nhà. Bây giờ thì nãy giờ Hân làm từ đằng đó dài lại đây rồi, còn có 4 cây một dọc này nữa là xong. Đây này cả nhà, cỏ nó lên nè, cái cây cỏ bông này nhìn đẹp quá nha. Cỏ này nó lên thì nó cũng mềm cả nhà, cái mềm nó cũng dễ nhổ, không có cứng. Dền cỏ lên tùm này mà gãi phân dùng một cái cỏ nó hút trơn phân. Mất tóc ghê chứ nè, là một lỗ. Cái này thì mình làm xong hết trơn, làm 4 cây. Trong này ông đã bị đẹp rồi mà ông còn nằm ở dưới hố nhỏ nữa. Nhanh. Quá chèn cỏ lên tốt đó nha. Đất chỗ này do đất chỗ này nó tốt hay sao á. Tùm cỏ này thì nó cũng dễ nhổ, mềm. Xong cũng miếng nước cả nhà, mấy tuần mệt quá, đem theo phích đá mà nãy giờ uống hết luôn nè cả nhà, đầy phích mà uống hết luôn. Làm trời nắng này nó mệt lắm, mời cô chú anh chị các bạn cùng uống với Thanh nha. Đang trời đang nắng nóng mà mệt mệt đó cả nhà, uống một miếng nước đá chanh muối vô một cái nó khỏe gì đâu. Bây giờ mình bắt đầu đi làm tiếp cho nó xong kịp, xong buổi chiều quá nha. Còn cái cây nữa cố lên. Cái này là mệt rồi đó, mệt nó không còn sức rồi đó cả nhà. Bớt bớt cỏ nè, lâu lâu cái chừng nào nó mọc lên nữa cái mình làm nữa nha. Cho nó sạch sẽ nè, cái mít mình nó phản phát, nó hảnh thơi nữa. Sao? Còn cây cuối cùng. Cây cuối cùng. Ở đây là hơi bị đuối vậy đó. Ở đây là hơi bị đuối vậy cả nhà.
Thấy cây cuối cái nó đuối rồi cả nhà ơi. Xong luôn. Rồi. Xong rồi cả nhà ơi. Thì bữa nay là buổi chiều. Thanh chỉ dọn được có một cái khu là cái khu bò này thôi. Còn cái kia thì ngày mai, ngày mốt nữa mình mới làm cho nó xong luôn cả nhà. Bây giờ làm xong cỏ đây rồi, ngày mai mình sẽ tứ phân vô cho mấy cái cây mít của mình đó. Nó tốt, nó phản phát tốt cả nhà. Bây giờ anh sẽ đi cho cá ăn cho cả nhà cùng xem cá, tại vì lâu lắm rồi anh cũng chưa có quay cá cho cả nhà xem á. Bây giờ mình đi cho cá ăn cả nhà. Cái cây chết rồi đây. Thanh sẽ đi cho cá ăn cả nhà. Thì đây là Thanh xúc cho một con ăn cái chỗ mà ống nước nó chảy cả nhà. Cái hầm của mình thấy gì cũng tép dữ lắm cả nhà. Ừ, quá trình tép luôn. Nó bu lại mà con nhỏ nhỏ ngay chứ không có bự cả nhà. Tép nhỏ nhỏ không à. Rồi bây giờ Thanh sẽ đi xuống cho cá ăn. Nó nổi lên rồi. Cá đó. Nó nút trục ở cả nhà nghe không? Nút tập luôn. Nó nút thấy ham luôn, tập. Mình mới cho nó một bên thôi. Thấy qua đây một bên nữa cả nhà. Cái hầm của mình bữa nay cũng nhiều nước nè, ngập cái cầu nè cả nhà. Cá dữ bụng nó ngớp ủng ủng luôn kìa. Có cá bự nó ổng ổng này. Thấy số một cái nó lúc chụp quá ha. Thì lâu lâu á cái cá này thì Thanh ít cho nó ăn thức ăn lắm. Kiểu như lâu lâu cái Thanh cho nó một chút cái độ đạm á cả nhà, để cho nó ăn vô nó mau lớn, chứ còn thường thì Thanh đi xúc bèo cho nó ăn thôi à. Lâu lâu cái mình kèm thức ăn như vậy nè, cho nó có một tí xíu gọi là độ đạm á. Để kèm cho nó ăn để nó mau lớn cả nhà. Tại mấy hổm dài mình cũng có đi xúc bèo nữa mà do là Thanh không có quay lại cho cả nhà xem được á, mắc công chuyện á cả nhà. Bên đây còn có mấy con cá gì á, bự nó ngớp ngổm. Cá cũng nhiều quá nha. Nay thì nó cũng trọng trọng hết trơn. Đây cả nhà, thì bây giờ còn ít thức ăn này mình sẽ giải nó ở trong đây để cho cá nó gom lại cho cả nhà xem cho nó dễ. Thì cá này là Thanh nuôi á. Mình để mình dành mình khi nào mà nó bự á thì Thanh sẽ làm khô mình bán lẻ, chứ Thanh không có bán cá mà cá tươi á cả nhà. Nó chưa, nó thấy mình ở đây nó nhát, nó không dám bu lại nữa, nó bu ngoài xa xa không à. Mấy con ăn tép kìa cam em, bây giờ cả nhà xem nè, nó cũng ăn thức ăn nữa không mẹ ơi đó. Đó, thấy nó đang rỉa cái cục thức ăn không? Nó con tép đó cả nhà. Nó đang rỉa cục thức ăn. Nó bu ở trong cái cây quá chèn luôn nè.
ở đây nữa nè, nó bu ở đây nó nút gông nữa cái nhà ơi. Y thì ra là tép nó cũng ăn thức ăn, nó cũng nút gông nữa đó. Quá chèn nó bu chữ cái cây á, chỗ đó nó bu lại một đống rồi kìa. Cái hầm mình mà đặt lập tép cũng im á, cũng có lý á, mà do là nó sâu nha đó, mình mà đặt lập tép trong hầm mình phải lặn tốt nhất đó, nó bu cái nhà ơi. Con không bự nhưng mà nó ghi không ghi. Nó đang bu lại tấn công lại kìa, đang tấn công lại. Bắt đầu là bây giờ nó gom lại cái nhà ơi. Quá trời nó gom rồi đó, nó hử được cái mùi thức ăn, mùi bén của nó ở trong đây nè, nó gom vô rồi đó. Thành không có giải ngoài nó quất hết trơn rồi đó cả nhà. Bắt đầu nó hử được mùi thức ăn rồi nè, nè nó dồn vô nè, đó. Nó dồn vô thấy ham luôn. Dồn vô nó ăn nè cả nhà. Thì cá này á Thanh nuôi á, chủ yếu là Thanh không có bán mà cá sống, cá tươi cả nhà. Nữa Thanh làm khô, Thanh bán khô bán lẻ á. Thì đợi tầm vài tháng nữa Thanh làm khô mình bán á cả nhà. Chắc gần Tết á, nên mình lượt mấy con cá nào bự mình bán trước, còn mấy con nào nhỏ mình để mình nuôi mình bán sau cả nhà. Giờ mình làm khô mình bán, cả nhà có mua khô ăn thì ủng hộ cho Thanh nha. Nữa Thanh bán Thanh sẽ quay video lúc làm cho cả nhà cùng xem. Nó dồn vô cả nhà. Nút chục đi. Nước này là nó dạng nên nó hết sợ rồi đó. Nút thấy ham, nút chụp. Nghe thì con cũng có thấy có con bự, có con nhỏ nè. Có con thì bự chà bá nữa, có con thì hơi bị đè. Còn miếng mình giải cho hết cho nó ăn cái mình. Nó cá ăn mà mình nghe cũng mất ham nữa. Lúc chục thấy ham luôn. Giải ra chỗ đó có miếng mà nó buông lại nó ăn cái ham. Để cho nó ăn đi. Cả nhà thì bữa nay là buổi chiều mình đi ra đồng để đi làm cỏ mấy cây mít cho nó phản phát này mơi, để mình tưới phân cho nó tốt với nhà. Thì làm cỏ cái giạt bên đây xong rồi, còn mấy cái giạt kia thì để ngày mơi mình làm tiếp tục. Để chứ bữa nay giấc chiều làm không nổi, thì làm có giạt giạt này thôi mà nó mệt cái nhà, cũng xỉu luôn, tại do là nắng quá trời mà không có gió nữa. Chứ cho cá ăn một mớ rồi cũng xong rồi. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Những nhà giá đón xem video tiếp theo của Thanh vào ngày mai nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho Thanh có động lực cho nhiều video hơn nữa nha. Nói bye cả nhà.